Xin chào các bạn. Video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một loại siêu vũ khí chuyên diệt xe tăng. Loại này gọi là sát thủ diệt tăng vẫn chưa xứng đáng, mà phải gọi là kẻ hủy diệt mới đúng. Bởi vì nó có thể tàn sát hàng loạt xe tăng. Loại bom này có tên là CBU-97. Đây là một loại bom chùm chuyên chống tăng. Sau khi quả bom được thả thì vỏ bom sẽ được tách ra nhờ một lượng lỗ. Nó sẽ giải phóng 10 quả bom con có tên là BLU-108. Các quả bom con BLU-108 này được bung dù sau một khoảng thời gian định sẵn, sao cho khoảng cách giữa chúng là khoảng 30m. Mỗi quả bom con này mang theo 4 đầu đạn thông minh có tên là Skid. Khi tới gần mặt đất thì các quả BLU-108 sẽ kích hoạt động cơ tên lửa, bắn vọt lên và phân phối các Skid theo 4 hướng lệch nhau 90 độ. Như vậy, một quả bom CBU-97 có thể phân phối tới 40 Skid trên một khoảng có diện tích 460m x 150m. Mỗi Skid lại là một đầu đạn lõm chống tăng, được thiết kế để khi phát nổ có thể tạo ra một luồng xuyên lớn và 16 tia xuyên nhỏ hơn. Luồng xuyên lớn để công phá xe tăng, xe bọc thép, còn các tia xuyên có thể phá hủy xe vận tải hay tiêu diệt bộ binh tùng thiết. Tổng cộng một quả bom CBU-97 có thể tạo ra 40 luồng xuyên và 640 tia xuyên chết người, tạo ra một cuộc tàn sát thực sự trên mặt đất. Các Skid lại là đầu đạn thông minh, có cảm biến laser và hồng ngoại. Nó sẽ kích nổ khi phát hiện thẳng hướng bên dưới nó là phương tiện cơ giới của đối phương. Điều này sẽ giúp tăng xác suất tiêu diệt mục tiêu. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu trình tự sử dụng bom CBU-97 trên máy bay chiến đấu như F-16. Đầu tiên bấm vào nút AG để chuyển sang chế độ không đối đất. Chọn vũ khí là CBU-97. Chọn phương thức ném bom là CCRP. Chiếc F-16 của mình đang mang theo 2 quả bom CBU-97. Mình sẽ chọn phát hành cả 2 quả trong một lần nhấn nút. Và đặt khoảng cách rơi giữa 2 quả bom là 200 feet. Cho lượng bom con được giải đều trên một diện rộng. Về cơ bản, phương thức ném bom CCRP có nghĩa là phi công sẽ đặt trước điểm rơi của quả bom. Sử dụng nút điều hướng đa chiều trên cần ga của F-16 kết hợp với màn hình SUD để đặt trước điểm rơi của quả bom trên mặt đất một cách trực quan. Ở đây, điểm rơi quả bom chính là hình vuông có dấu chấm ở giữa. Sau đó, phi công chỉ việc điều khiển chiếc F-16 sao cho đường thẳng kẻ dọc trên màn hình SUD luôn đi qua gần khu vực trung tâm của hình vuông. Phi công có thể tiếp tục điều khiển con trỏ sao cho điểm thả bom đúng ý đồ nhất. Ở đây mình sẽ dùng bom CBU-97 để chặn đứng một đoàn tăng thiết giáp của đối phương đang chuẩn bị vượt qua một cây cầu biên giới. Mình sẽ đặt điểm rơi của quả bom ở phía trước hướng di chuyển của đoàn xe một đoạn. Bây giờ mình sẽ cho máy bay bay ngang ngay trên đầu điểm thả bom và giữ nút phát hành bom. Máy tính của máy bay sẽ tự tính toán và cắt bom dựa trên các thông số như vận tốc, độ cao của máy bay, vận tốc gió và góc tấn. Máy bay đã vừa cắt xong 2 quả bom. Các quả đạn con đang được kích nổ và bao trùm lên toàn bộ đoàn xe của đối phương. Bây giờ mình sẽ bay vòng lại để quan sát kết quả của trận đánh.
Rõ ràng là đoàn xe của đối phương đã bị thiêu rụi, các cột khói cao đang bốc lên. Tuy là một thứ vũ khí có khả năng diệt tăng hàng loạt như vậy, nhưng CPU-97 không phải là không có nhược điểm. Nhược điểm thứ nhất của nó là giá thành rất đắt, và vì là một thứ vũ khí công nghệ cao nên cần bảo trì bảo dưỡng ở trạng thái hoàn hảo. Nhưng nhược điểm lớn nhất của nó có lẽ là vì vẫn dùng phương pháp thả bom thông thường, nên chỉ sử dụng được khi không quân áp đảo đối phương hoàn toàn, chế áp được hoàn toàn các trận địa phòng không của đối phương, kể cả các xe phòng không di động đi kèm với đoàn xe thì mới có thể sử dụng được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.